Chào mừng các bạn đã đến với kênh Tử Vi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Các bạn nhớ ấn vào nút đăng ký, đồng thời ấn vào biểu tượng hình quả chuông để không bỏ lỡ những video mới nhất, hấp dẫn nhất từ kênh Tử Vi nhé. Tử Vi năm 2022 nhâm dần của những người tuổi Kỷ Hợi 1959, chính xác, đầy đủ nhất. Kính thưa quý vị và các bạn, đứng cuối cùng trong số 12 con giáp đó là những người tuổi Hợi. Tuổi Hợi với đặc điểm là tuổi giàu lòng trắc ẩn, nhân ái, yêu thương mọi người. Họ là người sống tự do, thoải mái, phóng khoáng. Bởi vậy mà những người tuổi Hợi được mọi người xung quanh quý mến và tôn trọng. Nhờ vào tài năng, sự chăm chỉ của mình, những người này sớm xây dựng được một sự nghiệp vững chắc và ổn định. Những người tuổi Kỷ Hợi 1959 là một trong số những người tuổi Hợi được thừa hưởng những nét đặc trưng của con giáp này. Và ngày hôm nay, để biết xem tuổi Kỷ Hợi khi bước sang năm 2022 nhâm dần sẽ có vận trình như thế nào, xin mời mọi người hãy cùng kênh Tử Vi đón xem trong video dưới đây để biết thêm thông tin chi tiết nhé. Tổng quan về tuổi Kỷ Hợi 1959. Tuổi Kỷ Hợi hay còn được gọi với cái tên khác là Đạo Viên Chi Chư, tức là con lợn ở trong tu viện. Năm sinh dương lịch từ ngày 8 tháng 2 năm 1959 đến ngày 27 tháng 1 năm 1960. Năm sinh âm lịch Kỷ Hợi. Thiên can Kỷ, tương hợp thiên can Giáp, tương hình thiên can Quý, thiên can Ất. Địa chi Hợi, tam hợp Hợi, Mão, Mùi. Tứ hình xung Dần, Thân, Tỵ, Hợi. Mệnh mộc Minh, địa mộc. Tương sinh Hỏa, Thủy. Tương khắc Thổ, Kim. Con nhà xích đế cô quạnh, xưng con heo tướng tinh con hiêu, ông quan đế độ mạng. Những người tuổi Kỷ Hợi, nạp âm thuộc hành mộc, do thiên can Kỷ Thổ ghép với địa chi Hợi Thủy, ta có Thổ khắc nhập trò Thủy, vậy nên thiên can sẽ khắc địa chi. Cho nên tuổi Kỷ Hợi thuộc lứa tuổi, trong cuộc đời có nhiều trở ngại, nghịch cảnh ở thời tiền vận. Thế nhưng nhờ địa chi tương hợp với nạp âm và nghị lực cao cùng sức phấn đấu của bản thân, cho nên từ trung vận đến hậu vận, cuộc đời trở nên an nhàn, thanh thản hơn. Kỷ Hợi thuộc mẫu người phúc hậu, trực tính, cẩn thận, chu đáo. Đây là mẫu người kiên nhẫn, mang nhiều hoài bão, lý tưởng. Với đặc điểm của địa chi Hợi thuộc chòm sao Song Ngư, tính tình ngay thẳng, phóng khoáng, có lý tưởng, đôi lúc ngây thơ, lãng mạn, dễ gặp may mắn trong cuộc đời. Tự tin kiên cường, có tài, có bậc lãnh đạo, có ý chí tiến thủ rất cao. Những người tuổi Kỷ Hợi hợp với các tuổi ngày giờ tháng năm là Tân Mão, Đinh Mão, Ất Mão, Quý Mùi, Kỷ Mùi, Đinh Mùi, Ất Hợi, Quý Hợi. Tuổi Kỷ Hợi kỵ với các tuổi ngày giờ tháng năm đó là Tân Tỵ và Đinh Tỵ, các tuổi mạng kim, mạng thổ, mang thiên can Giáp, Ất. Kỷ Hợi thiên can mang chữ Kỷ, có các bộ sao Vũ Khúc, Văn Khúc, Tham Lang, Thiên Lương và Tứ Hóa, cho thấy đây là người tài giỏi, hiền lương, trong cuộc sống có nhiều thành tựu với các công việc làm ăn lương thiện. Vào đời với hai bàn tay trắng, không nhờ cậy anh em, ba con, thân tự lập thân, nhờ vào sự tháo vát, chịu khó, chịu khổ cũng đã có lúc khấm khá, thế nhưng sự nghiệp không bền, nhiều phen phải chào đảo, nhất là thời trung vận. Kỷ Hợi nam mạng. Những người tuổi Kỷ Hợi nam mạng là những con người thật thà, ngay thẳng, tốt bụng. Họ rất dễ xúc động với những khó khăn, những bất hạnh của người khác. Bởi vậy mà những người này hay tham gia vào các hoạt động từ thiện để làm nhiều việc có ích cho xã hội. Về bề ngoài của những người này lúc nào cũng thanh thản, nhàn nhã, dường như không bao giờ vướng bận, buồn phiền bất cứ điều gì. Họ hoàn toàn không phải là những kẻ lười biếng, chỉ biết hưởng thụ, mà đơn giản, tuổi Hợi luôn biết cách cân bằng, điều hòa cuộc sống của chính mình. Dù gặp phải những khó khăn trong cuộc sống, họ cũng không bao giờ la hét, làm ầm lên cho người khác biết, cũng không ỷ lại dựa dẫm vào ai. Những người này âm thầm giải quyết vấn đề của mình trong sự ung dung và quả quyết. Trong con mắt của những người tuổi Hợi, họ không thích tranh luận, đấu khẩu với người khác. Phương châm sống của họ là một điều nhịn bằng chín điều lành. Bởi vậy, dù kẻ khác có cố tình gây sự, tuổi Hợi cũng luôn giữ thái độ hòa hợp và nhường nhịn. Nhờ vào sự khéo léo trong cách đối nhân xử thế, những người tuổi Kỷ Hợi nam mạng được rất nhiều người yêu quý và kính phục.
Mỗi khi làm việc gì, họ đều đặt lợi ích của tập thể lên trên hàng đầu, không bao giờ ích kỷ, vụ lợi cho bản thân. Những người này dễ đặt niềm tin vào người khác, điều đó khiến đôi lúc họ bị kẻ xấu lợi dụng. Kỷ Hợi, nữ mạng. Những người phụ nữ tuổi Kỷ Hợi là mẫu người lý tưởng, đáng mong đợi của rất nhiều đấng mài râu. Họ vừa dịu dàng, đoan trang, lại vừa là phụ nữ mạnh mẽ của thời đại. Khi đã kết hôn, những cô nàng tuổi Hợi sẽ là những người hết lòng chăm lo cho cuộc sống của chồng, con và mái ấm của gia đình. Họ thậm chí sẵn sàng hy sinh, chịu nhiều thiệt thòi để người thân trong gia đình của mình được sung sướng, đầy đủ. Tuy nhiên, với tính cách rộng rãi, phóng khoáng, những người tuổi Kỷ Hợi nữ mạng lại không giỏi trong cách quản lý tài sản, chi tiêu tiền bạc. Họ có một cuộc sống an nhàn, lạc quan, luôn luôn tươi cười, vui vẻ với những người xung quanh. Sự thật thà, chân thành giúp những người này xây dựng được nhiều mối quan hệ xã hội tốt đẹp. Đi đến đâu, những người tuổi Kỷ Hợi nữ mạng cũng có người yêu quý, ngưỡng mộ tới đó. Thế nhưng, những người này không bao giờ tỏ ra kiêu ngạo, phô trương. Ngược lại, họ lúc nào cũng khiêm tốn và rụt rè. Đoán xem số mạng tuổi này, lửa đầu núi tỏa bay khắp trời. Mùa hạ sinh đặng hợp thời là số sung sướng có trời giúp cho. Ất Hợi mạng hỏa nhưng hiền, lòng dạ chẳng chớp, nói rồi bỏ qua. Số nàng xung khắc anh em, chẳng nhờ chẳng cậy, ai làm lấy ăn. Nhỏ thời chim lội linh đinh, sau nhờ bền chí lập nên gia đình. Tuổi muộn dâu có yên thân, sớm lập gia thất nhiều lần chẳng nên. Số tuổi 24 mới là, lập nên chồng vợ, cuộc đời an vui. 40 sắp tới trở lên, làm ăn có của, vững bền đặng lâu. Tổng quan tử vi năm 2022 nhâm dần của những người tuổi Kỷ Hợi. Năm 2022 nhâm dần, dự báo những người tuổi Kỷ Hợi này sẽ có một năm không được tốt. Mọi việc trong năm đều không được như ý nguyện. Đây là một năm chủ về những khó khăn, bất lợi, đặc biệt những chuyện liên quan đến sức khỏe cũng như gia đạo. Kỷ Hợi hiện tại đã có tuổi nên sức khỏe rất dễ bị ốm đau, bệnh tật. Khi xuất hành đi xa là cần phải cẩn trọng hơn. Ngoài ra, tiền bạc xét thấy có sự hào tán nhiều, tình cảm gia đình có nhiều điều phiền muộn, lo lắng, chú ý có người già trong nhà ốm đau. Năm 2022 nhâm dần, năm có thiên can là nhâm. Thiên can của những người tuổi Kỷ Hợi là kỷ, kỷ thổ gặp năm nhâm thủy là bình hòa. Thiên can này chủ về công việc làm ăn đều bình thường, tiền bạc làm ra cũng đủ ăn đủ tiêu, không đáng lo ngại. Xét về địa chi, tuổi Hợi gặp năm dần là lục phá, chủ về có sự thay đổi nơi ăn chốn ở hoặc thay đổi trong công việc có sự di chuyển nhiều. Về tứ trụ, thiên hao địa sinh, trong năm 2022 này, Kỷ Hợi gọi bộ tứ trụ này làm ăn rất bất lợi, gặp phần thua thiệt, chia ngả trong việc hợp tác kinh doanh, làm ăn, tài lộc cũng vì thế mà suy hao thất thoát. Ngoài ra trong gia đạo, cuộc sống cũng gặp nhiều khó khăn, bất chắc, dễ có chuyện buồn đưa tới. Xét về ngũ hành bản mệnh, mạng mộc gặp năm 2022, ngũ hành kim là tương khắc, rất xấu, chủ về ốm đau, bệnh tật, gia đạo rất dễ xảy ra bất hòa, anh em lục đục, xảy ra nhiều vấn đề mâu thuẫn. Ngoài ra trong năm nay, dự báo công việc gặp nhiều khó khăn, chuyện làm ăn dễ bị thua lỗ, nếu có đầu tư chăn nuôi gia súc thì cũng khó thành công. Về sao chiếu mệnh trong năm 2022 nhâm dần. Năm 2022 nhâm dần, tuổi Kỷ Hợi nam mạng gặp sao La Hầu, nữ mạng gặp sao Kế Đô. Về sao La Hầu. La Hầu hay còn được gọi là khẩu thiệt tinh là một trong số 9 cửu diệu của niên hạn, là một hung tinh thuộc hành kim. Đây là một hung tinh mang đến những điều không may, bất kể nam hay nữ cũng đều phải cẩn thận. Người bị sao La Hầu chiếu mạng dễ bị hào tán tiền bạc, đa sầu, đa cảm, bệnh tật, khẩu thiệt thị phi. Nghĩa của bộ sao này, chủ về mồm miệng, dễ gặp các chuyện thị phi liên quan đến công quyền, tranh chấp hoặc có nhiều chuyện muộn phiền trong lòng không đáng có. Ngoài ra người gặp sao này cũng cần chú ý các bệnh về máu huyết, tai và mắt. Người nào mệnh kim, mệnh mộc thì chịu sự ảnh hưởng nặng nề hơn các mệnh khác bởi vì sao này thuộc hành kim. Đàn ông gặp sao này chiếu mệnh mà có người vợ có thai trong năm đó thì lại được hên may,
làm ăn được phát đạt mà người vợ sinh sản cũng sẽ được bình an. Trong dân gian vẫn lưu truyền một bài thơ về tính chất của chòm sao La Hầu như sau: La Hầu hạn ấy nặng thay, tháng riêng tháng bảy kỵ ngay chẳng hiền, môn trùng đổ bạc hao tiền, tử sắc tài khí đảo điên như là, đàn ông nặng hơn đàn bà, nữ nhân khẩu thiệt sinh mà giận nhau, hao tài tốn của ốm đau, sinh ra ẩu đả lao đao chẳng hiền, đàn ông vận mạng bất yên, tai nạn phản phúc của tiền tốn hao, ăn ở ngay thẳng chẳng sang, dự gặp nguy hiểm ốm đau nhẹ nhàng. Phân tích kỹ lưỡng ý tứ của bài thơ về đoán hạn, ta sẽ thấy sau này tác họa mạnh nhất là vào thời điểm tháng 1, tháng 7 âm lịch. Đối với đàn ông gặp sao này thường gặp thiệt hại nặng nề hơn nữ giới, có thể là hao tiền tốn của, đau ốm, sinh ra tệ ăn chơi, lãng phí, bô bịch, bài bạc, rượu bia, gia đạo bất hòa, mâu thuẫn liên miên. Đối với nữ mệnh thường mang tiếng cãi vã, sinh ra buồn bực và khó chịu. Sâu chuỗi lại vấn đề, ta sẽ thấy rằng gặp năm có sao La Hầu chiếu mạng thì nên tránh đầu tư làm ăn lớn, cẩn thận phát sinh chuyện đào hoa bất chính, đề phòng đau ốm, tranh chấp, cãi cọ, kiện cáo hoặc bị mang tiếng xấu, đi hiểu lầm, nghi ngờ, khó giải trình. La Hầu là một hung tinh thuộc hành kim, rất kỵ với cả nam và nữ mệnh, nhất là nam mệnh. Phàm là nam giới gặp sao La Hầu chiếu mệnh thì cực kỳ độc, gia trạch bất an, quan vận nghiêng ngả, cần đặc biệt chú ý tới bản thân của mình hơn, tránh những chuyện thị phi, những tranh chấp không cần thiết. La Hầu thuộc hành kim nên chiếu theo ngũ hành có quan hệ tương sinh với thổ, bình hòa với kim, tương khắc với hỏa, mộc, sinh xuất cho thủy. Do đó, La Hầu kỵ với các màu thuộc hành hỏa là đỏ, hồng, tím, cam và màu thuộc hành mộc là xanh lá cây. La Hầu hợp với các màu thuộc hành thổ là nâu, vàng đất và màu thuộc hành kim là màu trắng, bạc, vàng ánh kim. La Hầu kỵ nhất là vào tháng 1, tháng 7 âm lịch. Đây là hai tháng sau này tác họa mạnh nhất. Còn về sao Kế Đô? Sao Kế Đô là một hung tinh đem lại sự buồn khổ, chán nản, thờ ơ. Sức mệnh của chòm sao Kế Đô vô cùng lớn. Ảnh hưởng của từ trường hung tinh này khiến cho bản mệnh cảm thấy bất an, luôn tự ti, hoài nghi chính bản thân của mình. Hung tinh Kế Đô chung với bệnh tật, tai họa người âm phá rối. Dù mệnh chủ sức sống dồi dào, thế nhưng lại tự gây chuyện, rồi gặp đại hạn, thương tật bất ngờ. Nhìn chung Kế Đô chiếu mệnh, nam nữ mạng đều xấu cả. Thế nhưng với những người mang âm khí sẽ bị nặng hơn, tinh thần thường bất ổn hay buồn phiền chán nản, gia đạo bất an, phát sinh tang sự, phải xa xứ lông bông. Nam giới gặp sau này phải đi xa mới có tiền bạc, còn quanh quẩn trong nhà dễ gặp tai ương, bị nữ giới hại. Còn nữ giới thì cực kỳ kỵ sao Kế Đô, khi bị sao này chiếu mạng thì hay gặp chuyện không vui. Thế nhưng nếu mang bầu, mang thai gặp sao Kế Đô thì ngược lại, giữ sẽ hoa lành. Bởi theo quan niệm xưa, phụ nữ có bầu được sao Kế Đô chiếu mệnh thì sẽ không ảnh hưởng xấu, trái lại còn tốt cho chồng và cả thai nhi trong bụng. Kế Đô tọa mệnh thì ví như vạn sự khởi đầu nan, đầu năm bình thường giữa năm xuất chúng, đầu năm đại hung, cuối năm thì đại cát. Thế nên gia chủ hãy cứ hy vọng, mong mỏi một năm tốt đẹp thì hơn. Trong dân gian vẫn lưu truyền một bài thơ về tính chất của chòm sao Kế Đô như sau: Kế Đô chiếu mệnh năm nay, tháng 3, tháng 9, bị ai khóc ròng, đàn bà vận mệnh long đong, ốm đau tàng chế, nặng trong năm này. Đàn ông tuy nhẹ cũng lây như nàng, phúc lớn qua khỏi được an, không thì tai họa vương mang có ngày. Phòng người làm vớt rủi huy, thiên bố đức thẳng ngay nhẹ nhàng, tham tài dục lợi bất an, thương người phải nhớ, chớ than, chớ phiền. Kế Đô là một hung tinh thuộc hành thổ, nên chiếu theo ngũ hành có quan hệ tương sinh với hỏa, bình hòa với thổ, tương khắc với mộc, sinh xuất cho kim. Do đó, Kế Đô kỵ với các màu thuộc hành kim là trắng, bạc, vàng ánh kim và hành mộc là xanh lá cây. Kế Đô hợp với các màu thuộc hành hỏa là hồng, đỏ, tím, màu thuộc hành thổ, nâu, vàng đất. Kế Đô kỵ nhất là vào tháng 3, tháng 9 âm lịch, hạn gây ra khiến cho cả gia đình bao trùm một không khí ưu phiền, lo lắng. Người gặp sau này trở nên tham lam của cải, tình ái, tài lợi tiểu sát mà rước họa vào thân. Nếu ăn ở ngay thẳng, hiêm hòa, làm việc thiện thì có thể hóa giải được tai ương. Vận hạn trong năm 2022 Nhâm Dần của những người tuổi Kỷ Hợi.
Năm 2022 nhâm dần, tuổi Kỷ Hợi nam mạng gặp hạn thiên tinh, nữ mạng gặp hạn tam khoeo. Về hạn thiên tinh, khi nhắc đến hạn thiên tinh, người xưa có câu thơ như sau: thiên tinh mắc phải dạ tai ngục hình, có nghĩa thiên tinh là hạn xấu, chung với sức khỏe, kiện cáo, nhất là các căn bệnh về đường tiêu hóa, đường ruột, bị ngộ độc thực phẩm không kịp điều trị, dễ hưởng đến sức khỏe. Thiên tinh là hạn nặng nhất đối với chị em phụ nữ, hạn chủ về sức khỏe. Người nào gặp phải hạn này, nhất là nữ mạng, sức khỏe ngày một yếu đi khi mắc phải những căn bệnh về đường tiêu hóa, rối loạn chức năng hấp thụ, nhẹ thì cảm thấy đau bụng tiêu chảy, nặng thì bị ngộ độc thực phẩm đe dọa đến sức khỏe. Đặc biệt, những chị em phụ nữ mang thai gặp hạn này dễ gặp các vấn đề về thai sản. Về phương diện kiện cáo, khi gặp hạn này, gia chủ gặp nhiều tranh cãi dẫn đến kiện tụng, vướng vào vòng lao lý, công việc làm ăn không chính đáng, vướng vào vòng tù ngục, tội phạm, tai bay vạ gió, bị người khác vu khống hãm hại trong chốn ngục tù. Kiện tụng luôn nhận phần thua, nhẹ thì chịu tai tiếng, nặng thì chịu án xử phạt. Cách hóa giải hạn thiên tinh. Về sức khỏe, người nào gặp hạn thiên tinh, nhất là phụ nữ, hãy chú ý đến ăn uống, tránh bị ngộ độc thực phẩm, dành nhiều thời gian chăm sóc sức khỏe bản thân, tránh ăn những thực phẩm khó tiêu. Về kiện tụng, trong làm ăn thì người gặp hạn này cần phải cẩn thận tính toán hơn nữa, không nên tin người mà làm ăn sai trái phạm pháp luật. Mọi việc xảy ra cần bình tĩnh, nhẫn nhịn, tránh xung đột dẫn đến kiện cáo. Song song với đó, người gặp hạn này cần phải tu tâm, làm nhiều việc thiện, thường xuyên thắp hương cửa Phật, cầu bình an, sức khỏe dồi dào, gia đạo hạnh phúc viên mãn. Đặc biệt nên rèn luyện thể thao để tăng cường sức đề kháng, phòng tránh được bệnh tật. Còn về hạn tam khoeo, khi nhắc đến hạn tam khoeo, người xưa thường có câu thơ lục bát như sau: huynh tuyên bệnh nặng nguy vong, tam khoeo đỏ mắt, đề phòng tay chân. Câu thơ trên có nghĩa rằng tam khoeo là một hạn xấu chủ về sức khỏe, chú ý đến các chấn thương ở tay, chân. Người nào gặp hạn này, không nặng thì nhẹ, tai ương kéo đến bất ngờ. Về sức khỏe, bất kể ai gặp hạn này đều mắc các bệnh về xương khớp, tay chân, nhẹ thì bị đau nhức, mệt mỏi, nặng thì bị đa chấn thương, gãy xương, tham gia giao thông dễ xảy ra tai nạn, nguy hiểm đến sức khỏe. Trong cuộc sống đời thường thì chịu cảnh tai tiếng thị phi, tình cảm thì trong các mối quan hệ dễ xảy ra mâu thuẫn, bị tranh cãi. Cách hóa giải hạn tam khoeo. Về sức khỏe, người nào gặp hạn này nên cẩn trọng trong việc đi lại, tránh xảy ra các dạng tai nạn giao thông bất ngờ. Hãy làm việc cẩn thận, tránh bị té ngã. Song song với đó, hãy tập cho mình một chế độ ăn uống, nghỉ ngơi hợp lý, thường xuyên rèn luyện thể dục thể thao, tăng cường sức đề kháng. Đặc biệt không nên làm việc quá sức, tránh các căn bệnh về xương khớp, tay chân. Về đời sống, gia chủ nên nhẫn nhịn trong mọi tình huống, tìm cách giải quyết an toàn và hợp lý. Không nên đùng đùng nổi nóng mà đưa ra các quyết định sai lầm. Người nào gặp hạn này cần chú ý đến lời ăn tiếng nói trong các mối quan hệ, nên tìm hiểu rõ ràng trước khi tiếp cận và yêu đương. Song song với đó, hãy sống hướng thiện, làm nhiều việc có ích cho xã hội, cho bản thân và cho những người xung quanh. Tránh sử dụng quá nhiều chất kích thích gây hại cho sức khỏe như rượu bia, thuốc lá. Vấn niên năm 2022 của những người tuổi Kỷ Hợi. Năm 2022 nhâm dần, tuổi Kỷ Hợi gặp vận niên cẩu cuồng phong. Cẩu cuồng phong là hình tượng chó bị gió độc. Điều này báo hiệu một năm không mấy may mắn đối với bản mệnh. Thế nhưng nếu biết kiên nhẫn, khéo léo chờ thời cơ thì sẽ chuyển bại thành thắng, không có gì khó. Ngoài ra, trong năm này, sức khỏe của bản mệnh sẽ không được tốt, cần hết sức lưu ý. Về phương diện công việc và sự nghiệp thì trong năm này, bản mệnh nên giữ nguyên mọi việc như cũ, hạn chế những thay đổi. Trong năm gặp vận niên này nên giữ gìn chữ tín với mọi người, chọn cách làm ăn chắc chắn, không nên tham gia vào những việc có yếu tố may rủi, hạn chế xuất tiền bạc, chờ đợi thời cơ. Trong năm gặp vận niên cẩu cuồng phong, bản mệnh có thể gặp được bạn tốt, thế nhưng dễ sinh lòng đố kỵ, cẩn thận giữ mình, tránh cãi vã và tranh chấp. Tuổi Kỷ Hợi trong năm 2022 có phạm phải thái tuế hay không? Năm 2022 có 4 con giáp sẽ phạm phải thái tuế. Cụ thể, tuổi Dần phạm trị thái tuế, tuổi Tỵ phạm hại thái tuế,
tuổi Thân phạm xung thái tuế và tuổi Hợi phạm phá thái tuế. Như vậy, năm 2022, kỷ Hợi sẽ phạm phải thái tuế là phá thái tuế. Gặp phá thái tuế, bản mệnh dễ gặp phải những chuyện bị phá hoại bất ngờ, có thể bị phá cho mất quyền lực, tiền tài, sức khỏe, tình duyên, bạn bè, tình thân hay các mối quan hệ xã hội. Tuổi Kỷ Hợi trong năm 2022 có phạm phải tam tai hay không? Tam tai chính là hạn của 3 năm liên tiếp đối với mỗi tuổi. Tam có nghĩa là 3, số 3, còn tai là tai họa. Trong một đời người cứ sau 12 năm chúng ta gặp hạn tam tai một lần, tức là 12 năm thì có 3 năm liên tiếp gặp hạn tam tai. Với những người tuổi Hợi, Mão, Mùi gặp hạn tam tai vào các năm Tỵ, Ngọ và Mùi. Như vậy, năm 2022, Kỷ Hợi sẽ không phạm phải tam tai. Tuổi Kỷ Hợi trong năm 2022 có phạm phải tuổi Kim Lâu hay không? Tuổi Kim Lâu là một khái niệm trong khoa học cổ Đông Phương để chỉ vận hạn nên tránh khi cưới hỏi và làm nhà. Kim Lâu có 4 dạng. Thứ nhất là Kim Lâu Thân, Kim Lâu hại cho chính bản thân mình. Thường thì hạn này liên quan tới người nam trong gia đình khi xem năm làm nhà. Thứ hai là Kim Lâu Thê, đây là hạn Kim Lâu có thể mang lại đại hạn cho người vợ. Thứ ba là Kim Lâu Tử, là hạn Kim Lâu có thể mang lại đại hạn cho người con cái trong gia đình. Thứ tư là Kim Lâu Lục Xúc, đây là Kim Lâu có thể hại cho gia súc. Nếu như ai đang làm ăn chăn nuôi, phạm Kim Lâu này có thể mang lại chuyện tán gia bại sản. Theo kinh nghiệm dân gian và cổ thư để lại thì 1368 thị Kim Lâu, tức là lấy tuổi âm lịch chia cho 9, số dư thuộc vào một trong 4 số kể trên thì sẽ phạm phải Kim Lâu. Cụ thể, dư 1 phạm Kim Lâu Thân, dư 3 phạm Kim Lâu Thê, dư 6 phạm Kim Lâu Tử, dư 8 phạm Kim Lâu Lục Xúc. Như vậy, trong năm 2022, Kỷ Hợi 64 tuổi âm lịch sẽ phạm phải Kim Lâu là Kim Lâu Thân. Tuổi Kỷ Hợi trong năm 2022 có phạm phải hạn hoang ốc hay không? Hoang có nghĩa là bỏ hoang, trống vắng, ốc có nghĩa là nhà. Thế nên hạn này có nghĩa là ngôi nhà hoang, một vận hạn mà chúng ta cần tránh, cần kiêng kỵ khi xây nhà. Nếu như làm nhà vào đúng cung xấu sẽ khiến cho công việc tiến hành gặp phải trắc trở, khó khăn, cuộc sống sau này nghèo túng, làm ăn khó phát đạt, sức khỏe và quan hệ gia đình càng ngày càng có nhiều vấn đề theo chiều hướng tiêu cực. Hạn của tuổi hoang ốc được chia thành 6 cùng tất cả, trong đó có 3 cùng tốt, 3 cùng xấu. Thứ nhất là nhất cát, làm nhà gặp tuổi nhất cát sẽ có chốn ăn cư tốt, mọi việc hanh thông, thuận lợi. Thứ hai là nhì nghi, làm nhà gặp nhì nghi sẽ có lợi, nhà cửa hưng vượng, giàu có. Thứ ba, tam địa sát, làm nhà phạm tam địa sát là sẽ bị phạm, gia chủ sẽ mắc bệnh tật. Thứ tư là tứ tấn tài, làm nhà gặp tứ tấn tài thì phúc lộc sẽ tới. Thứ năm là ngũ thọ tử, làm nhà phạm ngũ thọ tử cũng sẽ bị phạm, trong nhà gặp phải cảnh chia rẽ, lâm vào cảnh tử biệt sinh ly. Thứ sáu là lục hoàng ốc, làm nhà phạm lục hoàng ốc cũng sẽ bị phạm, khó mà thành đạt. Theo quan niệm dân gian, nếu như làm nhà vào các năm lục hoàng ốc, tam địa sát, ngũ thọ tử dễ gặp các hạn chủ về chết chóc, bệnh tật, tán gia bại sản. Đúc kết theo cách tính dân gian thì đời người 70 năm tuổi có 29 năm phạm hạn hoàng ốc, thọ tử và địa sát. Cách tính hạn tuổi hoàng ốc đơn giản như sau: lấy chữ số hàng chục cộng chữ số hàng đơn vị chia cho 6 và lấy số dư. Trường hợp số dư là 1 là nhất cát, dư 2 là nhì nghi, dư 3 là tam địa sát, dư 4 là tứ tấn tài, dư 5 là ngũ thọ tử, dư 6 là lục hoàng ốc. Và như vậy, trong năm 2022, tuổi Kỷ Hợi 1959, 64 tuổi âm lịch sẽ không phạm phải hạn hoàng ốc. Các bạn đã được lắng nghe video tử vi năm 2022 nhâm dần của những người tuổi Kỷ Hợi 1959 chính xác, đầy đủ nhất. Nếu như các bạn thấy video hay và hữu ích, hãy chia sẻ để có thể ủng hộ cho kênh tử vi. Xin chào và hẹn gặp lại!